nghiệp đoàn túc cầu thế giới FIFA kêu gọi không tham dự World Cup ở Qatar trong mùa hè. Tin từ Paris, nghiệp đoàn các cầu thủ túc cầu thế giới FIFA đã lên tiếng kêu gọi các hội viên không tham gia World Cup ở Qatar năm 2022 nếu như được tổ chức vào mùa hè. Chủ tịch Philippe Pias nói rằng, vào mùa hè, nhiệt độ ở Qatar lên đến từ 45 đến 50 độ C, dù ở trong vận động trường có trang bị máy lạnh cũng sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Không chỉ có cầu thủ trong sân chơi mà còn có dân chúng du khách tiệm ăn. Khi nhiệt độ ở vào khoảng 30-35 độ C, các cầu thủ đã gặp nhiều khó khăn thì không thể nào họ chơi túc cầu trong lúc nhiệt độ lên đến 45-50 độ C. Với bổn phận của một nghiệp đoàn, FIFA đã trình bày cảnh báo cho FIFA. Giới chức của FIFA sẽ quyết định dời ngày hay không, nhưng các cầu thủ của FIFA sẽ không tham dự trong mùa hè. FIFA hiện đang tham vấn các hội viên để dời World Cup 2022 từ mùa hè qua mùa đông. Theo truyền thống, World Cup được tổ chức trong thời gian giữa tháng 6 và tháng 7.